người đàn ông vô tình lấy được da hổ trên người hắn mặc da hổ anh ta bắt được rất nhiều con mồi nhưng anh ta trở nên sưng tấy vì nó anh ta nghĩ rằng con hổ có thể khuất phục được tất cả các loài thú hoang nhưng anh ta không biết rằng một thảm họa đang chờ đợi anh ta khi đó khoảng cách giữa người và vật giống như hàng xóm như là đàn ông nhưng ban đêm anh không dám ngủ mỗi khi trời tối anh sẽ cầm một cây gậy trước cửa ngủ trưa một con cáo lẻn vào nhà người đàn ông giận dữ xông vào nhà nhưng con cáo đã trốn thoát khỏi cửa sổ với con gà trong miệng nên nhanh chóng đuổi theo không ngờ cánh cửa lại kẹp cổ tôi tôi nhịn đau đuổi theo gà không về anh ta rơi xuống sông và trở thành một con chuột chết đuối sau một đêm tồi tệ như vậy anh thực sự không còn sức lực để làm việc nữa nên ngồi trước cửa với vẻ mặt u sầu than thở rằng giờ phút này anh đã dành hết mọi bất bình cho đàn gà một ông già xuất hiện trước mặt anh ha 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 lợn và cáo không có tội với gà thôi xuân xuân tôi có ý này tùy bạn thôi nào thôi nào để tôi kể cho bạn nghe Người đàn ông tuy có vẻ sốt ruột nhưng vẫn chăm chú lắng nghe lời nói của ông lão đêm đó. Anh ta không đứng trước cửa như thường lệ, Hồ Ly tưởng hôm nay sẽ gánh đầy đồ về nhà nên vô tư lẻn vào nhà người đàn ông. Nhưng đúng lúc hắn nhảy lên cửa sổ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi, nặng nề ngã xuống đất, lúc này, ngoài cửa sổ có hai móng vuốt sắc nhọn thò ra ngoài, một con hổ thò đầu ra ngoài. Không ngờ cáo lại sợ chết khiếp, người đàn ông đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn với ông lão vì việc này, con trai ông lại đến với một tin dữ. Lợn dừng lại phá hoại rau củ mặt đất đã biến mất sau khi trải nghiệm thành công người đàn ông nhanh chóng nghĩ ra cách vì vậy ông ta khoác lên mình bộ da hổ và trốn sau một cái cây lớn khi con trai ông ta đuổi con lợn rừng lên núi ông ta nhân cơ hội thích hợp lao ra và ngồi lên lưng con lợn rừng ôi trời những lời này khiến con lợn rừng choáng váng lợn rừng tưởng mình sẽ chết nhưng con hổ chỉ hú trên lưng nên nó chạy thật nhanh với con hổ trên lưng con hổ trên lưng đổ mồ hôi đầm điều vào thời điểm nguy cấp người con trai và ông lão cũng lao tới hiện trường cả hai tấn công con lợn rừng từ trái sang phải con lợn rừng đang run rẩy vì sợ hãi. Con lợn rừng chết ngay lập tức. Sự hợp tác của ba người là hoàn hảo, nhưng người đàn ông lại cho rằng tất cả là kết quả của Tiger Skin. Từ đó về sau, hắn coi da hổ như báu vật. Khi khoác lên mình bộ da hổ, hắn trông giống như một con hổ. Anh ta đã có thể thể hiện sự uy nghiêm của mình trước những con vật yếu đuối, theo thời gian, anh ta thậm chí còn nghĩ rằng mình là vua của các loài thú cho đến ngày này. Nghe thấy có một con thú giống ngựa đang đến gần, anh ta lập tức khoác lên mình bộ da hổ và lao ra ngoài. Lúc này ông già đã ngăn anh lại. Anh không thể đi được, anh bạn trẻ. Đó không phải là ngựa, đó là một con hổ. Anh không thể ngăn được nó. À nhưng người đàn ông đó đã đẩy ông già ra xa. Ông ta chạy một mạch với cảnh tượng chiến thắng trong đầu. Ông ta không hề biết rằng thứ mà ông ta sắp phải đối mặt là một con thú hung dữ. Cánh. Ngoài ra còn có một chiếc sừng nhọn được thiết kế đặc biệt để nuôi hổ và báo. Nhưng Siang Hu đã sử dụng thủ đoạn cũ của mình và vẫy đôi cánh vào một cơn gió lạ ập đến hổ voi đập mạnh vào cây cuối cùng sau khi nhổ răng nanh ra anh ta không bỏ cuộc mà trốn sau một cái cây lớn tưởng rằng loài vật nào cũng sợ hổ gầm nhưng không ngờ bổ xà vào chặt cây lớn thành hai khúc siang hu run rẩy đứng dậy nhìn một cái rồi cẩn thận nấp sau đồng gỗ siang hu đột nhiên tỏ ra yếu đuối trước mặt bo hùng vĩ chiếc sừng nhọn chọc vào gốc cây và lập tức bị bật gốc một giây tiếp theo hắn bị chôn vùi trong hoàng thổ khi một mảnh da hổ chưa hoàn thiện rơi ra hắn lấy bộ mặt thật của mình bỏ ra khỏi đất